Ngày 10 tháng 10, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Y học Sài Gòn, phòng khám đa khoa Y học Sài Gòn ở địa chỉ 153-155 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5 với mức phạt 202 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian 4 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của ông Lưu Thanh Hoàng, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 3 tháng. Lý do xử phạt do công ty không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, không lập số khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật, không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu và quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.